Dương Ngọc Trí ạ. Dương Ngọc Trí à? Trí năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 10 tuổi ạ. 10 tuổi à? Học giỏi không? Cháu học bình thường ạ, lên lớp được ạ. Ờ, tốt, nhưng mà đẹp trai nhờ. Vâng ạ. Này đẹp trai quá. Thế cháu biết chú là chú nào không? Chú Đạt đến rồi ạ. Ừ. Thế cháu ấn tượng về chú nhất là ở cái điểm gì? Chú giúp người khó khăn ạ. À, và gì nữa không? Và chú đẹp trai. Ui giời. Cảm ơn cháu nhá. Tuy nhiên thì cháu cũng xin được khẳng định với bà là cho dù là cái cuộc tranh chấp này bà đúng hay bà sai thì con cái, phận làm con cái cũng không bao giờ được quyền, được phép tranh chấp với cả chính bố mẹ, gia đình nhà mình, đúng không? Những người đấng sinh thành nhà mình. Ai để ra mày để mày đứng ra mày tranh chấp với tao, mày đấu tranh với tao? Thì cháu nói thật sự với bà là trên mạng xã hội hiện tại bây giờ là cũng có rất là nhiều những cái thông tin trái chiều về chính bà. Nhưng cháu nói thật sự với bà, nếu như mà đứng trong cương vị của bà, nhiều người, rất nhiều người cũng làm như bà. Đúng không ạ? Tao phải ở đây để tao giữ cái mảnh đất này của tao chứ. Chúng mày bán như thế này là không được, tao không chấp nhận được. Đúng không ạ? Mọi người thấy đúng không ạ? Cho cháu xin một tràng pháo tay. Thì thật sự là đến gặp cái trường hợp của bà Loan mà đúng là thương mà chảy nước mắt chú ạ. Thì rồi. Đấy, những ngày qua thì bà cũng ở đây thì gió rét mà ở trong cái lều này thì cháu thấy không đảm bảo. Mà cái mong muốn lớn nhất của bà là bà muốn là được ở lại cái trên cái mảnh đất này. Đấy, thì cháu cũng ngỏ ý là muốn là bỏ tiền ra để mà mua, trao lại cái quyền sử dụng đất cho bà Loan. Thì cháu cũng muốn gọi điện để hỏi ý kiến của chú xem như thế nào ạ. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đến rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì như quý vị có thể thấy đây chính là số tiền 3 tỷ đồng tiền mặt mà Đạt chuẩn bị mang sang để hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Loan ở Thanh Ba, Phú Thọ. Nói thật là cái thời buổi bây giờ thì cũng ít khi mà ai sử dụng đến nhiều tiền mặt, đa số là chuyển khoản hết, đúng không quý vị? Tuy nhiên thì trong những video mà Đạt có đăng tải ở trên fanpage cũng như là trên kênh YouTube thì là cũng nhận được rất là nhiều những cái bình luận mang tính ủng hộ cho Đạt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có một số ít những bình luận còn nghi ngờ về những cái lời nói của Đạt. Thì Đạt muốn rút ra đây để quý vị có thể nhìn được thấy cái số tiền này và có thể tin tưởng vào cái khả năng của Đạt. Và chắc chắn là cái số tiền này Đạt sẽ mang sang để mua lại cái mảnh đất đó và cho bà Loan ở đến suốt đời. Thì khi mà Đạt mua được mảnh đất đó, tại sao Đạt lại để Đạt đứng tên ạ? Bởi vì là khi mà Đạt mà để đứng tên như vậy ấy, thì là rất là nhiều người còn chưa hiểu. Cho nên là Đạt phải giải thích qua một chút. Nhiều người có bình luận là thì mua cái mảnh đất đấy, bây giờ sang tên của Đạt thì khác gì là mua thì cho bà ấy mượn đất ở, đúng không ạ? Thì còn gì là ý nghĩa là mua cho bà ấy nữa? Thì quý vị phải lưu ý như thế này này. Cái giấy sổ đỏ ấy, cái giấy sổ đỏ mà nhà nước cấp cho chúng ta ấy, thì nó cũng chỉ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó, thì khi mà Đạt mua mà sang tên Đạt rồi thì Đạt đã nói là sẽ làm cho bà một cái hợp đồng thuê đất với chi phí là 0 đồng đến suốt trọn đời. Thì khi mà bà mất đi rồi thì bà cũng không thể mang đi được, đúng không ạ? Thì cái tài sản đó dĩ nhiên sẽ thuộc về Đạt, và Đạt xin hứa với quý vị là Đạt sẽ hóa giá cái tài sản đó và sẽ đem đi làm từ thiện. Đó, mà thậm chí là nếu như không hóa giá tài sản đó thì Đạt vẫn đi làm từ thiện bình thường. Bởi vì công việc của Đạt thì chỉ có suốt ngày đi gặp những hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ thôi. Cũng xin được chia sẻ thêm một chút nữa là cái việc mà tại sao lại sang tên Đạt mà lại không phải là sang tên bà. Bởi vì là khi mà mảnh đất đó Đạt mua, bỏ số tiền 3 tỷ này ra để mua mà sang tên lại cho bà, đúng không ạ? Thì khi bà khuất núi đi thì dĩ nhiên cái tài sản đó sẽ thuộc về những người thuộc quyền thừa kế, là chính là những người con của bà. Theo quý vị thì liệu rằng như thế có hợp lý hay không? Bởi vì đây là cái số tiền của Đạt bỏ ra mà sau này khi bà khuất núi đi lại thuộc về con của bà, thì chắc chắn là quý vị cũng không mong muốn là điều như vậy, đúng không ạ? Lại còn xảy ra một trường hợp nữa là có những người có chia sẻ với Đạt là thế thì cho bà viết di chúc để lại cho ai cũng được. Tuy nhiên thì khi mà bà viết di chúc ấy thì rõ ràng là không cần phải có chữ ký của bất cứ ai. Tuy nhiên thì quý vị biết rồi đấy, theo cái luật thừa kế thì là con của bà vẫn có cái phần ở trong đó. Đó. Và hai nữa là với những cái tình tiết trong cái câu chuyện của bà Loan ấy, thì là quý vị nghĩ rằng liệu rằng khi mà bà khuất núi đi rồi mà mảnh đất vẫn còn đứng tên bà thì liệu rằng có xảy ra tranh chấp nữa hay không?
Đó, thì Đạt không muốn lằng nhằng rắc rối nhiều. Và Đạt sẽ đứng tên của Đạt và sẽ cho bà một cái hợp đồng thuê cái đất đó đến hết đời. Và bà sẽ có một căn nhà do chính Đạt xây lên để cho bà có căn nhà ở và có thể là hương hỏa cho ông đến cuối đời. Như cái video hôm qua Đạt đăng tải thì cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả trong cái trường hợp như thế. Thì Đạt mong rằng những cái lời giải thích của Đạt để cho quý vị hiểu rằng tại sao mà Đạt mua cái mảnh đất đó mà lại sang tên Đạt chứ không phải là sang tên bà. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng là thằng này nó khôn đấy, bỏ ra 3 tỷ sau đó là sau này bà khuất núi đi rồi thì bán lại nó lại được lãi. Nhưng mà kính thưa với quý vị là nếu như là nhà đầu tư ấy, với cái số tiền 3 tỷ thì không bao giờ ai người ta lao đầu vào cái bất động sản, một cái mảnh đất mà nhiều tai tiếng như thế cả. Bởi vì sao ạ? Cái tính thanh khoản nó, quý vị nghĩ là liệu rằng nó có cao không? Liệu rằng nó có dễ bán hay không? Đấy, nếu như không phải là trường hợp mà giúp bà Loan ấy, thì cái mảnh đất đó vài trăm triệu Đạt cũng không bao giờ Đạt mua. Đạt khẳng định với quý vị là như vậy. Bởi vì sao ạ? Cái mảnh đất đó rất là nhiều tai tiếng rồi. Thì sau này nếu như mà bán đi rất là khó, rất là khó bán đi và rất là ít ai mà muốn ở lại cái mảnh đất đó cả. Bởi vì là người ta cảm thấy nó không yên tâm, bởi vì lúc nào cũng có cái bận tâm ở trong người đó. Thì một cái mảnh đất thì xây lên cái ngôi nhà là cái nơi an cư lạc nghiệp lại có nhiều cái tai tiếng như thế thì Đạt nghĩ là cái tính thanh khoản của cái mảnh đất đó thì không cao. Thế cho nên là nếu như không phải là mua để giúp đỡ cho bà Loan thì Đạt chắc chắn sẽ không bao giờ mua cái mảnh đất đó. Thế cho nên là Đạt mong rằng là quý vị hãy hiểu cho Đạt. Thế còn bây giờ thì Đạt sẽ phải khẩn trương lên tận nơi để thứ nhất, đầu tiên Đạt muốn gặp gỡ ba người con gái của bà trước, là để hỏi ý kiến của ba người con gái của bà. Bởi vì là hiện tại bây giờ là bà vẫn còn các con gái nữa, thì Đạt cũng muốn là tham vấn xem là liệu rằng Đạt tính toán như vậy là có hợp lý hay không. Chứ không bây giờ Đạt mua xong đất, xong rồi mình đang xây nhà dở dang, các cô con gái lại ra để biểu tình mà tôi phải mang mẹ tôi về tôi nuôi, chứ tôi không thể để cho mẹ tôi ở thế này được. Thế cuối cùng là những cái việc mà Đạt làm như thế này, bỏ ra tận 3 tỷ chứ không phải là ít, 3 tỷ chứ không phải là 300 triệu. Mà đến lúc mà con cái của bà, con gái của bà lại không đồng ý là cho bà ở trên cái mảnh đất đấy, thì là có phải là tự nhiên bao nhiêu công sức của mình bỏ xuống sông xuống bể hết, đúng không quý vị? Đấy, và Đạt cũng phải tìm hiểu kỹ nữa và cũng hỏi xem là nguyên nhân vì sao, câu chuyện như thế nào để mà quý vị có thể là hiểu rõ hơn chi tiết về cái câu chuyện đó. Bởi vì là Đạt biết rằng là quý vị cũng rất là quan tâm đến cái trường hợp của bà Loan, đúng không ạ? Một người mẹ già trong trời mưa gió rét mà ngồi một mình co ro trên một cái đống gạch và khóc lóc rất nhiều và nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của những người tình làng nghĩa xóm. Cái hình ảnh đó đã khắc ghi vào trong lòng Đạt rất là nhiều. Và Đạt cảm động từ cái hình ảnh đó mà Đạt mới đưa ra cái quyết định là lấy 3 tỷ này để mua cái mảnh đất đó hỗ trợ cho bà. Đó, thì quý vị cứ yên tâm là sau này khi mà bà khuất núi đi rồi ấy, thì Đạt sẽ hóa giá cái mảnh đất đó, không biết được bao nhiêu lãi lời Đạt không quan tâm, nhưng tất cả số tiền đó sẽ vào trong cái quỹ từ thiện của Phúc Lâm Bảo Đường. Và cái số tiền này sẽ được hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn đó. Thì ngoài ra thì khi mà đăng những video lên mạng xã hội, các nền tảng truyền thông ấy, thì là cũng rất là nhiều người bình luận với Đạt là tại sao lại không mang cái số tiền này đi giúp đỡ những trẻ em vùng cao mà lại giúp đỡ bà làm gì. Thì Đạt cũng đã nói rất là nhiều rồi. Đạt muốn đây sẽ là một cái câu chuyện để làm một bài học cảnh tỉnh cho những người con bất hiếu đang thì muốn là cướp đất, cướp tài sản của cha mẹ và ngược đãi cha mẹ. Đó, cái tội bất hiếu là cái tội mà đáng lên án nhất. Khi mà Đạt mua được cái mảnh đất đó rồi, xây nhà cho bà rồi ấy, thì Đạt cũng mong rằng là quý vị cũng hãy quên cái câu chuyện này đi. Để cái gì nó xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Ai làm nên tội lỗi như thế nào thì tự họ sẽ gánh nghiệp thôi. Trong câu chuyện này thì cũng có rất là nhiều luồng ý kiến trái chiều, Đạt cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà Đạt quan tâm nhất là một người già như thế cần phải được hỗ trợ. Đó là như vậy. Thế còn bây giờ Đạt sẽ tức tốc đi lên trên đấy, không có muộn mất. Bây giờ cũng gần trưa rồi, thì quý vị hãy cùng theo chân Đạt để xem diễn biến câu chuyện như thế nào nhé. Đạt mong rằng đây sẽ là một cuộc thương thảo thành công. Ok, quý vị hãy cùng đi theo Đạt nhé quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, thì như vậy là đoàn của Đạt đã đến nhà bà Nguyễn Thị Loan.
Thì rất may trong cái chuyến đi lần này thì cũng có sự đồng hành của mẹ của Đạt và vợ của Đạt nữa. Thì mẹ có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả được không? Xin chào quý vị khán giả trên kênh Đạt Đến Rồi. Thì cũng nghe về con nói chuyện mới xem ở trên mạng là thấy hoàn cảnh của bà Loan như thế này. Thì hôm nay mình cũng sang đây để xem tình hình của bà Loan ở bên này như thế nào. Vâng, thưa quý vị, thì mẹ Đạt cũng là tham vấn cho Đạt rất là nhiều về cái trường hợp này. Và được cái là được cái sự đồng thuận của mẹ của Đạt và vợ của Đạt trong cái vấn đề là Đạt ngỏ ý là muốn mua lại cái mảnh đất này để xây dựng nhà cho bà ở. Đó, thì còn em gửi lời chào tới quý vị khán giả. Con xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh Đạt Đến Rồi ạ. Thì hôm nay thì gia đình con cũng đến tại mảnh đất mà bà Nguyễn Thị Loan đang ở để cũng thứ nhất là hỏi thăm bà, thứ hai là cũng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để dành cho bà. Đấy, thì cũng rất may mắn là được đông đảo bà con nhân dân ở đây rất là hưởng ứng khi mà Đạt vừa mới đến đây thôi thì các bà ra chào rất to. Vui quá. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Thì cho cháu hỏi qua mọi người một chút. Thì là theo cái ý kiến của cháu ấy, thì là cháu sẽ muốn mua cái mảnh đất này lại. Và mảnh đất đó sẽ đứng tên cháu. Và sau đó là sẽ xây một cái nhà cho bà Loan ở đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thì có thể là hương hỏa cho ông đến lúc cuối đời. Thì bà thấy có thế liệu có được không ạ? Thì chúng tôi cũng nếu mà Đạt giúp đỡ được bà Loan thế thì chúng tôi cũng nhất trí. Dạ vâng. Cũng chia sẻ với các bà như thế này. Vâng. Nếu như mà không phải là cái trường hợp của bà Loan để mà mua để giúp đỡ ấy, thì cháu mà là người đầu tư thì cháu cũng sẽ không bao giờ mua vào cái mảnh đất này. Kể cả có vài trăm triệu cháu cũng không mua. Bởi vì cái mảnh đất này đã mang rất là nhiều tai tiếng rồi. Đúng không ạ? Và cái số tiền 3 tỷ đấy thì cháu không thiếu gì những chỗ khác để mà cháu đầu tư ra để mà sinh lợi nhuận mà thậm chí nó còn lên rất nhiều lần. Đấy, thì chẳng qua là trong trường hợp này là cháu muốn giúp bà đạt được cái ý nguyện là ở lại cái mảnh đất này đến cuối đời để hương hỏa cho ông thôi. Đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là cháu mới mua cái mảnh đất này là như vậy. Đấy, thì sau khi mà bà khuất núi đi rồi ấy, thì là sau này cháu sẽ hóa giá cái số tiền cái mảnh đất này, thì cháu sẽ lấy cái số tiền đó để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Trước hết thì tôi cũng là hàng xóm thôi, thì là bây giờ các con và anh em chưa đến thì là tôi xin cảm ơn gia đình và mẹ của Đạt và vợ chồng của Đạt với anh em chị em đi cùng với Đạt. Dạ vâng ạ. Thì như quý vị có thể thấy thì bà Loan được cái sự đồng thuận của rất là nhiều đông đảo bà con nhân dân ở trong địa phương, đúng không ạ? Thì gần như là ai cũng ủng hộ cho bà, đúng không ạ? Nói tóm lại là chưa nói gì về khách quan mà nói dân làng, tất cả làng là đều là ủng hộ bà và nó làng trên xóm dưới mới lại tất cả ở nơi các nơi tập trung đến để ủng hộ bà. Và bà mong muốn là kiếm một dù nhiều dù ít nhưng mà vẫn phải có đất của bà, bởi vì hai ông bà đã tần tảo từ ngày xưa đến bây giờ là gánh vác để nuôi các con về rồi tậu đất tậu cỏ rồi này khác, nên là bà vất vả quá nên là thấy bà thương. Thì trong cái câu chuyện này ấy, thì cháu không biết là trong cái cuộc tranh chấp này ai là người đúng, ai là người sai. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà con cái mà tranh chấp với chính bố mẹ của mình đó là đã là sai lầm rồi. Đúng không ạ? Đấy, đấy. Tôi là nếu mà Đạt mà như nói như thế là tôi cũng đồng ý. Thứ nhất là như thế, thứ hai nữa ấy, là khi mà thấy mẹ mình ví dụ như không phải là đuổi đi. Đuổi thì đã đành. Nhưng nếu như không phải là đuổi đi, bà tự đi đi. Thì tại sao không tìm mọi cách để đưa bà về? Nếu như bà không về, con ở đây với bà. Đấy mới là người con có hiếu, đúng không ạ? Bà có công nhận không ạ? Đấy. Thì cháu muốn là lên án mạnh mẽ cái câu chuyện là đối xử tệ bạc với những người thân sinh ra mình, những người sinh thành, bậc sinh thành ra mình. Cháu muốn cái câu chuyện này được lan tỏa đến với mọi người để cảnh tỉnh cho những trường hợp, những người con mà bất hiếu đang có ý định là cướp đi cái tài sản của bố mẹ cũng như là ngược đãi bố mẹ. Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của cháu khi mà cháu bỏ cái 3 tỷ ra. Đấy là cái mà cháu mong muốn nhất. Thế thì nếu mà cái điều mong muốn mà Đạt mà được như thế thì gia đình rất cảm ơn. Thế mà nói cho tóm lại là chỉ cần lấy khoảng nhà để cho bà Loan ở và cúng dỗ bố mẹ và của chồng. Đấy, thì thực tế ra là cháu cho bà sử dụng cái mảnh đất này đến cuối đời. Thì bởi vì là khi bà mất đi rồi bà cũng có mang đi được đâu. Thì khi mà bà mất đi rồi thì nếu như mà đứng tên bà thì dĩ nhiên là cái mảnh đất này lại trở thành một cái tài sản mà
có thể là sẽ gây nên tranh chấp giữa các con của bà. Vâng ạ. Đúng không ạ? Vâng. Bởi vì là đang đứng tên bà thì theo luật thừa kế là các con của bà sẽ là người được thừa hưởng. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Thì khi đó nếu như không phải là đứng tên cháu mà đứng tên bà, vâng, thì là anh em lại xâu xé nhau. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Đó. Thì mà nếu như hoặc là ví dụ mà đứng tên bà mà bà có viết di chúc để lại cho bất cứ ai đi chăng nữa thì vẫn sẽ có thể là xảy ra những cái tranh chấp nhất định. Vâng. Và theo cái luật thừa kế thì các con của bà cũng có những cái phần ở trong đó nữa. Vâng. Đấy, thì thành ra là sẽ rất khó khăn trong cái việc thanh khoản cái mảnh đất này sau khi mà bà khuất núi đi rồi. Vâng. Đó, thì cháu cảm ơn bà. Cháu xin phép là vào trong để thăm bà Loan một chút cũng như là gặp gỡ các con của bà. Vâng. Dạ vâng. Bà tên là gì ạ? Tôi là Nguyễn Thị Nhài. Bà Nguyễn Thị Nhài. Vâng. Dạ vâng. Cháu cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của vâng. bà. Vâng. Dạ. Vâng. Cháu xin phép các bà nhé. Cháu vào vâng. trong này một tí. Dạ. Bật điện á? Bật điện đấy chị Kiên ơi. Dạ. Đạt về rồi. Dạ. Tân lấy đất chưa? À, các bạn ấy thì hiện tại bây giờ là đang ở với nhau ở nhà bạn Tân để cháu giải quyết xong cái việc này thì chắc là có lẽ là xong cái việc này cháu sẽ tổ chức đám cưới cho hai bạn ấy. Dạ vâng. Theo dõi suốt mà. À, dạ vâng ạ. Đợt này lại lấy đất. À, dạ vâng. Đây. Em ơi đi vào đây với anh. Đấy thưa quý vị là chị đây là con của con gái của bà đấy. Đang thì chăm sóc cho bà đấy ạ. Bà ốm à bà? Vâng, bà em ho mà mệt đang mà thấy sốt. Vâng. Vâng. Khổ quá đấy. Lại còn có lạnh không bà? Bà nằm ở đây có lạnh không ạ? Nó cũng không lạnh lắm, cũng có lúc lạnh có lúc không lạnh lắm đâu. Không đi vệ sinh rồi thì đi vệ sinh. Khổ quá. Thế tối có ai ngủ ở đây với bà không? Tối thì con bé con gái nó ngủ rồi có lúc thì em các em nó ngủ mới nữa. À, vâng. Thế thì các chị em gái của cô đã đến hết chưa? Ừ, có đến hết rồi, có một con em nó đi công ty chẳng biết nó về chưa. À vâng. Vâng. Thì chắc là cháu cũng muốn là gặp gỡ cả ba chị em của cô ấy để cháu tham vấn xem là cái việc cháu làm như thế được, cháu cũng muốn là được cái sự đồng thuận của tất cả mọi người ở đây. Thế không ví dụ như mà nhỡ có ai mà không đồng ý cái thì cháu xây cái nhà lên mà mọi người không cho bà ở đây thì nó lại thành những cái công sức của cháu lại đổ sông đổ bể mất. Vâng, vâng. Đấy mà hơn nữa là cháu cũng đang thắc mắc là không biết là gia chủ ở đây là liệu họ có bán lại cái mảnh đất này nữa hay không. Vâng, vâng. Thì thế thì theo như cô thì liệu rằng người ta có bán lại không ạ cô? Thì chị cũng không thể biết được. Cũng không biết. Không biết được. Ừ. Thế bây giờ là cũng nhờ em lại hỏi xem nếu như là người ta có để lại cho thì để lại cho em thì xong rồi em giúp bà cho bà ở tạm nhờ đây. Bà. Ừ, cho bà còn sinh sống không để bà bây giờ cứ lơ vơ bọn chị cũng không yên tâm. Thế bây giờ là thờ chồng bà này hay thờ bố mẹ chồng cũng không có chỗ để mà thờ, tao nói chị bà. Nói thật thế. Bà. Nhiều khi đây bọn chị này là con gái đây về toàn là đem cam đem quyết hay đem quay bánh xuống thắp mộ cho bố chẳng được làm dỗ nên là nó khổ tâm lắm. Thế nó ấy thương mẹ nhưng cũng chẳng biết làm nào. Thế thì cho cháu hỏi một chút nhé. Thì trong những cái thời gian mà bà ở đây ấy, thì cũng có rất là nhiều quý vị khán giả có thắc mắc là tại sao các con gái lại không đón bà về, thì cô có thể trả lời được cái câu trả lời đấy không ạ? Chị cũng có bảo ba chị em gái, chị cũng có tính, chị bảo là bây giờ cũng không để cho mẹ ở lơ vơ thế như thế, cũng tất thường mẹ cũng không sống được như thế, thì tạm thời bây giờ là vẫn cứ phải ba chị em tập trung vào để lo cho mẹ. À, nhà chị cũng có bố mẹ chồng này, con út cũng có bố mẹ chồng này, chỉ có con giữa thì là chồng nó cũng bảo là vẫn cứ để bà về nhà bên nhà nó ở. Vâng. Nhưng mà bà bảo này cũng không ở được thì ở được, thế nhưng mà mẹ lại còn những cái hôm mà ví dụ như có dỗ bố hay là thờ ảnh thờ bố này, thờ ở đâu bây giờ anh chị nó mất mãn thế rồi không thờ không làm dỗ Tết cho bố thì bây giờ mẹ không thể đem được ảnh bố mày về nhà chúng mày thờ được nên mẹ không sống được thế. Nên là bây giờ là làm cách nào bằng giá nào cũng cho mẹ tí đất lại để mẹ chỉ cần một ít cũng được, mẹ lấy thờ chồng thờ rồi, ông bà thôi. Đấy là nguyện vọng của bà như thế. Như các con đây này cũng không được làm dỗ bố dỗ mẹ dỗ ông dỗ bà như thế suốt đời, không làm được mười mấy năm rồi không được làm dỗ ăn, nghĩa là ăn cho nó hạnh phúc một tí nào quây quần. Con rồi. Cháu con nhà chị năm nay là 20 tuổi rồi, nó cũng bảo thế con chưa được ăn dỗ bố dỗ ông nội ngoại lần nào đâu, con chưa được ăn.
Vâng. Mà thật ra là thế, toàn là về chỉ đem xuống thắp hương cho mộ cụ kia xong là về thôi, lại sách về thôi. Dạ vâng. Thật sự là nó khổ như thế cơ mà. Dạ vâng. Thế còn mà bà, thế thì qua cái lời kể của con gái của bà thì cháu cũng hiểu được rằng là cái nguyện vọng lớn nhất của bà khi mà bà cố trụ vững ở đây thời gian dài như vậy, khổ sở như vậy cũng chỉ là để mà muốn giữ lại cái mảnh đất ngày xưa hai vợ chồng đã gây dựng lên, đúng không bà? Đúng, 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 đúng. Thế thì bà thấy là cái phương án mà cháu đưa ra là cháu mua lại cái mảnh đất này và đứng tên cháu, sau đó cháu sẽ xây nhà cho bà và cam kết là sẽ cho bà ở đến hết đời để có thể là hương hỏa cho ông, thì bà thấy cái phương án đấy như thế nào ạ? Đồng ý thôi, thì chúng em cũng bảo bà là thôi cũng vậy, vẫn phải cứ cho bà là ở nhờ đến lúc hết đời như bà, thế lúc bây giờ bà suy nghĩ lắm. Bây giờ bà có con có cháu, vâng, có con trai có con gái có, mà bây giờ bà lại phải nhờ đến các cháu thì bà suy nghĩ lắm, bà khổ lắm. Thật ra thì trong cái câu chuyện của bà thì cháu cũng nhận được ra cái sự bất hạnh của bà nên cháu mới đứng ra để cháu giúp đỡ. Đấy, chứ còn ví dụ như bà có đầy đủ tất cả mọi cái thì cháu không chắc cũng không đến lượt cháu đến để giúp bà, đúng không ạ? Đấy. Thì cái này thì cũng chỉ là cháu muốn phát tâm để gieo duyên giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của bà thôi. Và cái trường hợp của bà là một cái câu chuyện đáng lên án trong xã hội, và cháu muốn cái câu chuyện của bà được lan tỏa rộng rãi để cảnh tỉnh cho những người con khác đang có ý đồ mà bất hiếu ngược đãi với cha mẹ của mình, để cho xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta là ngày càng tốt đẹp lên. Đó, đấy là cái ý lớn nhất của cháu mà cháu muốn truyền tải đến mọi người qua những cái video này. Đó. Và theo bà thì chủ đất là có bán cái mảnh đất này hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của bà, theo bà thì không, bà cũng không hiểu được. Tại vì nó lúc mua, nó lúc nó mua là nó đã bà mua chui mua đút rồi. Vâng. Bây giờ còn đến lúc nó xảy ra cái việc như thế này thì không biết liệu nó có bán hay không hay là như thế nào. Bà cũng không thể nào quyết luận được những cái lương tâm của nó. Dạ, vâng. Hiện giờ bà không thật ra được. Thì trong những ngày qua thì cái mảnh đất này cũng mang lại rất là nhiều tai tiếng rồi. Mà nơi xây nhà để ở là cái nơi mà an cư lạc nghiệp, thì những cái mảnh đất như thế này thì cháu nghĩ là trong cái giai đoạn này thì lại không phù hợp để mà ở đây để mà an cư được. Đấy, cho nên là cháu nghĩ là sẽ chủ đất thì sẽ bán thôi. Đấy, cháu cũng mong rằng là như vậy để cháu có thể là phát tâm gieo duyên để giúp đỡ cho bà trong cái hoàn cảnh như thế. Đấy. Thế còn ví dụ mà trong cái trường hợp nếu như mà người ta không bán cái mảnh đất này thì bà muốn như thế nào ạ? Nếu mà bà vẫn muốn là nếu nó không bán thì bây giờ bà muốn gì thì gì, bây giờ bà ở đây vì bà nhiều tuổi rồi thì bà cứ vẫn muốn ở cái nơi chôn rau cắt rốn ở đây. Vâng. Một phần để bà còn hương khói cho tổ tiên nhà bà rồi chồng bà. Vâng. Bản thân bà rồi sau này bà cũng trăm tuổi thì các con gái nó còn đến, nó còn có chỗ hương khói. Vâng. Không ấy thì sau này thì chúng nó cũng chẳng có cha có chỗ nào để hương khói cho tổ tiên rồi bố mẹ về sau này cả. Dạ vâng. Đấy. Thế thì khi mà người ta mua cái mảnh đất này ấy, thì bà có nắm được là người ta mua với số tiền là bao nhiêu không ạ? Bà thấy thì hôm bà chỉ có nghe láo vào mé ngoài thì bà biết là nó bán cách đây độ chục ngày rồi. Mới có chục ngày nay thôi. Mấy chục ngày hôm nay thôi. Thì bà phát hiện ra là nó đập cái cây hương. Vâng ạ. Đập cái cây hương. Ai đập cây hương ạ? Đại khái là những đứa con nhà bà, con trai con dâu là nó đập cái cây hương. Con trai con dâu của bà là nó đập cái cây hương. Đập cây hương đó. Thì về thì bà mới phát hiện ra là đập cái cây hương đi nuôi mẹ về để thì thấy phát hiện nó đập cái cây hương. Vâng. Hai ngày hôm trước thì bà lại thấy có người hỏi bà là có phải là thằng Quyết nó bán đất cho nhà thằng Điền đấy không? Thằng đấy là cháu bà. Vâng. Thế thì bà mới ngờ người cho bà làm gì có cái chuyện ấy, bà vẫn chối. Vâng. Thế thì xong đến hai hôm sau là bà mới thấy về, bà thấy nó đập cái cây hương. Vâng. Thì là bà mới nghi ngay và khả năng là nó bán thật. Hôm qua hôm xưa có mấy người hỏi. Vâng. Thế bà mới chạy xuống cho bà ấy, họ mới hỏi thằng cháu ấy. Thì mới bảo là thế bà thấy nghe tiếng là mày mua đất của thằng Quyết nhà bà, tức là con trai bà, thì nó nhận ngay. Nhận ngay nó bảo cháu mua rồi, cháu lấy được sổ đỏ từ hôm 30 tháng 10 rồi. Vâng ạ. Đấy là cái người mua ấy. Thế vâng. Cháu tôi mới người tôi ra, tôi phải thấy chết rồi. Bây giờ cho nó đất để nó ở hoặc là nó giữ cho con cái nó về sau này để mình càng già đi mình lại cần nhờ nó, đất tại sao mà nó lại bán đi là thế nào. Vâng ạ. Thế thì cái người mua ấy, người ta lại bảo này danh chính ngôn thuận là cháu mua của
bà Lan. Thế thì bà Lan là dâu ra mấy bà đây. Vâng ạ. Thế thì coi như tức là mẹ vợ của con giai bà. Vâng. Thì lại chuyển sang mẹ vợ nó thì lại bán cho nhà này. Vâng. Đấy, như thế là không được rồi. Đấy. Thì thế còn cô có nắm được là chủ đất hiện tại bây giờ là đã mua cái mảnh đất này giá bao nhiêu không? Chị thì nói thật đấy, chị về thì chị chỉ nghe dân làng người ta nói là 3 tỷ. Đấy là người thì bảo là 2 tỷ 8. Đấy là có người đấy thì có người người ta bảo là có 2 tỷ 7 thôi. Còn giấy tờ thế nào thì không biết. Đấy là chị thực tế là chị nhiều người là dân đây người ta nói như vậy. Còn đấy thật ra thì hôm cháu cũng có nghe là mọi người có nói là 13,5 mét đúng không ạ? Mặt đường đúng không ạ? 60 phần nữa. Vâng, thì coi như là 13,5 mét mà 200 triệu một mét mặt đường thì là nó cũng nhân ra là 2 tỷ 7. Vâng. Đấy. Cũng nghe nói tào phào chứ còn không ở, mình không ở đấy. Cái này thì nói chung là cái mảnh đất này thì là có một cái nghiệp rất là nặng. Thế cho nên là cái gia đình nhà mình mới xảy ra những cái vấn đề như thế này. Cái vấn đề mà mâu thuẫn trong gia đình như này không ai mong muốn cả. Không ai mong muốn. Tuy nhiên thì cháu cũng xin được khẳng định với bà là cho dù là cái cuộc tranh chấp này bà đúng hay bà sai thì con cái, phận làm con cái cũng không bao giờ được quyền, được phép tranh chấp với cả chính bố mẹ, gia đình nhà mình, đúng không? Những người đấng sinh thành nhà mình. Ai để ra mày để mày đứng ra mày tranh chấp với tao, mày đấu tranh với tao, đúng không ạ? Ai làm ra cái tài sản này, đúng không ạ? Đây có phải là cái tài sản mà ông bà làm ra ngày xưa? Tôi tậu từ năm 75 mới tậu của bố. Kể cả tao cho rồi tao cũng có quyền tao đòi lại đấy. Nào, mày làm gì được tao? Mày là con tao không bảo được mày à? Đúng không bà? Nó bảo là đã cho. Mày ngoan thì tao cho, còn mày hư thì tao không cho nữa. Nó bảo là bây giờ là tài sản riêng của nó. Tài sản riêng của nó. Trên pháp lý, trên pháp luật thì là tài sản riêng thật. Nhưng về cái góc độ gia đình thì là vẫn là cái tài sản chung, chẳng qua là tao sang tên cho chúng mày để sau này tao khuất núi thì đỡ phải thủ tục lằng nhằng thôi. Đúng không bà? Đúng, đúng. Đấy. Thì cháu nói thật sự với bà là trên mạng xã hội hiện tại bây giờ là cũng có rất là nhiều những cái thông tin trái chiều về chính bà. Nhưng cháu nói thật sự với bà, nếu như mà đứng trong cương vị của bà, nhiều người, rất nhiều người cũng làm như bà. Đúng không ạ? Tao phải ở đây để tao giữ cái mảnh đất này của tao chứ. Chúng mày bán như thế này là không được, tao không chấp nhận được. Đúng không ạ? Mọi người thấy đúng không ạ? Cho cháu xin một tràng vào tay. Đấy, thế cho nên là cũng có rất là nhiều những luồng ý kiến trái chiều. Ngay cả cháu đây, cháu dám bỏ ra 3 tỷ đồng để mà mua lại mảnh đất này để cho bà sử dụng đến hết đời. Thì bây giờ cháu cũng phân tích ra là cái sổ đỏ là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì nó chỉ là cái giấy chứng nhận để mình có quyền sử dụng đất thôi. Sau này mình chết đi mình không mang theo được. Đúng không ạ? Thì bây giờ cháu sẽ cho bà một cái gọi là hợp đồng thuê nha, với giá 0 đồng đến trọn đời. Thì là coi như là cháu đã cho bà cái quyền sử dụng cái đất này đến trọn đời rồi, còn gì nữa. Đúng không ạ? Mình chết cũng không mang đi được đâu. Mà chẳng nhẽ cái tài sản này khi mà cháu bỏ ra cái số tiền đó, đó là cái số tiền của cháu, mà chẳng nhẽ sau này lại rơi vào tay các con của bà, đúng không? Không, không, thế thì không được. Bạn không muốn như thế, đúng không? Bạn không muốn thế. Đấy. Không muốn thế đâu. Thì đấy, thì cái phương án của cháu đưa ra như thế bà có thấy hợp lý không ạ? Thì tôi cũng nhất trí thôi. Dạ vâng. Đấy, thế thì thưa quý vị là Đạt cũng đã nhận được cái sự đồng thuận của cả bà và của cả các con của bà, đúng không chị? Các chị em của cô liệu có đồng ý như vậy không? Đây còn cháu đồng ý thôi. Bây giờ là con gái của bà để nhất quyết là bây giờ bọn chị thì bảo là vẫn là đưa bà về nhà nuôi, nhưng mà nhất quyết là bà vẫn cứ ở đây. Bà bảo là về nhà chúng mày thì không đem được di ảnh của bố mày về làm dỗ làm lạt ở nhà chúng mày không làm được, còn bố mẹ chồng còn anh em nhà chồng cũng làm được, thì tao cứ ở đây thì bây giờ là tao phải cần những cái ngày lễ ngày Tết tao còn dỗ bố mày hay là dỗ ông nội hoặc là bà nội nữa chứ không đi được đâu các con. Nếu mà mẹ ở đây này thì các con vẫn phải lại để chăm mẹ. Nghĩa là chung tay vào để giúp mẹ, chứ bà nhất quyết là bà không đi. Đấy là chúng em là vẫn có lòng vẫn phải đón mẹ về, chứ bây giờ xã hội toàn dân này người ta cũng đúng phải rồi, thương bà nhân này, chứ có phải bao nhiêu người người ta nhìn mẹ, vào mẹ để ra mình mẹ
con đấy bỏ mẹ. Nếu như có không có con nọ nuôi thì có con kia ạ. Đúng không ạ. Phải là chỉ có một người con đấy. Vâng. Nên là bọn chị rất sẽ bảo bà về nuôi. Vâng. Nhưng bà rất khoan là bà không nghe thế. Vâng. Bà là bảo còn là thờ bố mày này, còn ông vâng. bà đến lúc bản thân bà chết thì bà cần có chỗ này mà làm ma này. Thế bây giờ bà đi sang nhà con em chồng hay là đi sang nhà con em gì ở hay là ở nhà con này thì cũng không được, lúc làm ma làm ở đâu. Đấy là bà nguyện vọng của bà như vậy ạ. Vâng. Thì cháu cũng xin được thưa với tất cả bà con ở đây, thì trong cái câu chuyện này, khi mà cháu mà muốn bỏ ra 3 tỷ để mua cái mảnh đất này ấy, thì với cái phương án là đứng tên của cháu và cho bà sử dụng đến hết đời ấy, thì là cũng có rất là nhiều người có thể là suy nghĩ là à, thằng này rất là khôn, mua được cái mảnh đất này và sau đấy là khi bà khuất núi đi rồi lại bán, là lấy tiền lại coi như là đầu tư, đúng không ạ? Nhưng để cháu phân tích ra cho mọi người hiểu như này, không phải riêng gì một mình cháu mà bất kỳ ai có số tiền như thế cũng không bao giờ muốn đầu tư vào cái mảnh đất này. Kể cả có rẻ đi chăng nữa. Bởi vì một cái tài sản, một cái bất động sản mà nó có nhiều cái tranh chấp rồi thì có những cái điều tiếng xấu như thế này thì không ai người ta muốn đầu tư cả. Và nếu như không phải là giúp đỡ cho bà Loan thì cháu cũng sẽ không bao giờ bỏ tiền ra để mua cái mảnh đất này, cho dù nó có rẻ đi chăng nữa. Bởi vì là cái số tiền 3 tỷ đó thì cháu cũng có thừa sức để có những cái cách khác để cháu đầu tư, và thậm chí nó còn sinh lời hơn rất là nhiều. Đó, và trong khi đó là bà như thế này, mẹ bà còn sống hơn 100 tuổi nữa cơ. Thì bây giờ còn 20-30 năm nữa bà ấy mất, thì để mà đầu tư ra 3 tỷ mà 20-30 năm nữa mà lấy lại thì cháu cũng không bao giờ cháu làm. Đúng không ạ? Đấy. Thì mọi người có thấy là cháu nói đúng thì cho cháu xin một tràng pháo tay. Dạ, cháu cảm ơn. Vâng, dạ vâng. Thì cháu xin phép bà thắp hương cho ông. Vâng. Bây giờ mẹ mà có ở kia cũng không được, đồng ý con không được vào. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay anh em chúng con đến đây, cả mẹ cả vợ con nữa, đến đây để bàn bạc thương thảo để mua lại cái mảnh đất này để mà xây nhà cho bà Loan ở đây để hương hỏa cho ông đến hết đời. Thì mong rằng ông sống khôn thác thiêng, ông về ông phù hộ độ trì để cho hôm nay con có thể là chốt thành công được cái mảnh đất này để mà trao trả lại đất cho bà. Bà có nơi ăn trốn ở, rồi thì có cái nơi để mà thờ cúng cho ông. Mong ông là hãy phù hộ cho gia đình chúng con cùng là bách gia trăm họ. Tình cảm lưu luyến, lưu luyến đến cháu cô có một ý kiến nhỉ? Dạ dạ vâng vâng. Thì cô sang đây ạ? À? Cháu ơi, cô cũng chỉ là góp một cái ý kiến, góp ý nhỏ thôi nhá. Dạ vâng ạ. Nếu mà được thì cháu cũng vui lòng giúp bà Loan, cũng như là giúp các cháu đây. Từ năm 1975 đến giờ là nơi chôn rau cắt rốn của bà đấy, tình cảm rất là sâu nặng ở đây. Thì bây giờ là trước hết là cảm ơn cháu, lúc này là cháu đã cứu được bà Loan ra khỏi một cái biển khổ. Chưa đấy. Chắc đâu ạ, tại vì là cháu cũng phải làm việc với chủ đất xem là họ có bán hay không đã. Trước hết là dạ. Cô cũng cảm ơn. Dạ vâng. Thì là cảm ơn tấm lòng vàng của các cháu là cứu được bà Loan ra biển khổ. Đấy là một cái điều là dạ. Bà Loan cũng như các con bà Loan là mong muốn nhất. Và cô chỉ có tham gia góp ý một cái ý nhỏ. Nếu dạ mà vâng. được thì cháu vui vâng, lòng bà, mà không được thì vâng. mong cháu hoan hỉ nhá. Vâng, bà cứ chia sẻ là đi ạ. Bây giờ là nguyện vọng của cháu là cháu mua lại mảnh đất này để cho bà Loan cư trú lại, là tạo điều kiện cho bà Loan ở cho đến lúc cuối đời, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, thế cô chỉ góp ý thêm là đến lúc nào mà bà Loan cuối đời đi rồi thì cháu có thể cho bà Loan xin một vài chục vuông để làm nơi thờ tự để cho mấy đứa con gái của bà Loan đi về thờ chồng và thờ bà Loan về sau này, có được không? Thật ra là như thế này bà, cái ý kiến của bà cũng khá là hay. Tuy nhiên ấy thì là một cái bất động sản mà lại tự nhiên lại có một cái góc ở đấy thì nó rất là khó thanh khoản. Thế cho nên là nếu như mà các con gái của bà không đưa được hương hỏa của ông bà về để mà thờ cúng thì có thể là một cái ý kiến nữa là chúng ta sẽ gửi lên chùa. Đó, thì mọi người thường sẽ là gửi lên chùa. Đó, thì bà thấy có hợp lý không ạ? Vâng. Cô thì cô thấy thế là lên chùa là điều, còn được tụng kinh niệm Phật thì còn sớm siêu thoát hơn. Đây, bà nhỉ? Đấy cũng vẫn là một cái điều hay, nhưng mà cứ theo ý cô là hay là cô là cổ hủ thì cô cũng không biết được. Nhưng mà cô cứ nghĩ là thôi, nếu mà được, nếu được nhá thì cho bà ấy chỉ độ
15 hoặc 20 rất mét vuông. Rất khó. Là một tí để cho các cháu đi về làm. Cháu nói bà này. Cha kính mẹ. Một cái mảnh đất như thế này đang có rất là nhiều điều tiếng xấu rồi, đúng không ạ? Nói chung là không hay, những cái khí không tốt trong cái mảnh đất này. Mà tự nhiên có thêm một cái bài vị của ông bà ấy ở đây ấy, thì là cháu nghĩ là chắc không ai dám mua. Không ai dám mua, đúng không ạ? Vâng, và cháu muốn là làm sao để sau này mình có thể là thanh khoản một cách dễ dàng nhất, để mình lấy cái chi phí đấy để đi từ thiện lại giúp đỡ những hoàn cảnh khác nữa. Đó. Bởi vì vâng. Này cô cũng hiểu ra, lúc này là cháu mua lại mảnh đất này, một số tiền của cháu bỏ ra rất là lớn. Vâng ạ. Đối với các cháu là bình thường, như đối với các cô rất là lớn ở địa phương cô là. Đối với cháu cũng là lớn. Không, chưa ai làm được. Nếu như bây giờ cháu đầu tư vào đây, cái số tiền này lớn lắm. Cái số tiền đấy nếu cháu không đầu tư vào đây, cháu có thể cháu sẽ cứu được một xã nghèo ở nơi khác. Dạ. Đấy. Vâng. Hoặc là nhiều người hộ nghèo ở nơi khác nữa. Dạ, còn vâng. Cũng còn khó khăn hơn rất là nhiều. Dạ, vâng. Đúng ạ. Không? Vâng ạ. Thế nhưng bây giờ thì trường hợp của bà Loan này là ở cái huyện Thanh Ba này là có 102. Vâng ạ. Đấy. Rất là cơ cực mà rất là khổ. Thì vâng. Cô cũng chỉ muốn là tâm sự với cháu như thế thì thôi, trước mắt là cũng cảm ơn cháu. Dạ, vâng. Là nếu như cháu mua lại mảnh đất này thành công thì cho bà Loan ở nhờ đến hết đời bà Loan. Dạ vâng ạ. Theo ý cô hiểu là sau này hết đời bà Loan rồi đấy là cháu sử dụng việc gì là quyền của cháu. Dạ vâng ạ. Đấy dạ. Có đúng như thế không? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Nhưng mà đấy. Vâng. Bà có nhất trí không ạ? Vâng, bà nhất trí. Vâng. Vâng. Khán giả cũng rất là quen mặt bà đấy. Vâng, bà có thể giới thiệu bà tên là gì không ạ? Bà tên là bà Dung. Bà Dung ạ. Ừ, bà cũng ở xóm đây, bà cũng biết hoàn cảnh của bà này là từ lúc mà ông bà ấy ở với nhau rất là khó khăn, rất là khổ sở. Vâng. Mà mua được miếng đất này phải bao nhiêu công sức được mới lên được thành cái miếng đất nó to nó đẹp như dạ thế vâng. này. Nhưng đến nay thì chẳng may thì gặp được cô con dâu mà nó cũng là cô con dâu là hơi là giỏi nhất của cái tỉnh này. Cho nên là thôi cái điều kiện của bà Loan thì cô cứ mong ý của bà của tôi cũng như của bà Loan là cũng như của cháu thôi là được như của cháu là tốt rồi. Cho dạ vâng bà Loan lúc khi sống thôi, còn lúc chết thì không phải cần biết. Dạ vâng, vâng. Vâng. Lúc sống mà có ăn có ở có chỗ con cái nó đến ấy là vui vẻ rồi. Vâng. Còn lúc chết thì lên chùa. Vâng ạ. Vâng. Thế thì cho cháu hỏi là ở đây có ai có số của chủ đất hiện tại bây giờ không ạ? Bà nghĩ là Đạt nói thật là Đạt cứu mạng vào những lúc này. Vâng. Thế thì bà được cộng đồng tất cả toàn dân này, thôn trên xã dưới ngoài xã cũng đến với bà động viên bà rất nhiều. Vâng ạ. Có những người rất xa cũng tận bên Mỹ mà vẫn gửi lời về động viên bà. Vâng ạ. Không cần phải tiền nong gì cả nhưng mà vẫn động gửi lời về động viên bà thấy phấn khởi lắm. Vâng. Nói chung là Đạt đến với bà như thế này bà cũng mừng lắm. Vâng. Mấy vâng. Ngày hôm nay là bà phấn chấn tinh thần lắm. Vâng. Bà nghĩ bà bảo là bây giờ phải cố gắng. Thì để còn có người cần cứu mình, nếu mà mình sụp xuống thì là bây giờ là mất tất. Vâng. Bây giờ mình quỵ xuống là mình bà mất phải tất. Khỏe mạnh lên. Đấy. Bà phải. Cho nên phải là phải mấy ngày hôm nay là bà nghĩ đến mạnh ở Mỹ Đạt là bà mừng lắm. Vâng. À, sáng ngày thằng kia cũng là Đạt đấy. Vâng. Bà cứ phải gọi bà Đạt luôn đấy, thằng cháu ngoại đấy. À thế đây ạ. Đây nó ngồi đây. À nó cứ sang đây là bà. À mơ là tên là Đạt à? Ừ, cũng cháu cũng tên là Đạt. À, nay mai cũng là Đạt đến rồi đấy. Đây đây đây. Thế nên là bà cứ nghĩ bà bảo Đạt ơi, bà mừng lắm rồi. Bà gọi tên Đạt là bà rất mừng rồi, bà phấn chấn tinh thần lắm rồi. À bà cháu còn xem được cái clip mà có một người đàn ông này và một người cháu này đang đập cái tường gì đấy xong rồi đạp cả bà ra đấy là đấy, như thế nào đấy, đấy bà? Đấy là cái đất ruộng, cái vâng. đất ruộng ngoài bờ, ngoài đồng đấy kìa. Thì nó cứ tranh cái đất ruộng của ông. Vâng. Cái đất cấy này nó bà xây vào thành cái bờ này. Vâng ạ. Để cho của người nhà này sẽ khác, nhà này khác, ranh giới này. Thế là nó mới vừa xây chiều hôm nay. Thì đến trưa mai là vợ chồng cái con nhà là con dây này nè. Nó mới lầy nhau xuống, nó đi trộm lúc trưa để cho khỏi ai biết. Vâng. Thế thì nó đi xuống, nó đập bung cái bờ ra. À. Vừa chiều hôm nay bà thuê xây xong, đến trưa mai là nó đi nó đập. Vâng. Con dây nó mới chồng lại đấy. Vợ thì đứng trên bờ, vợ thì đứng trên đi.
Thế là con trai ruột của bà đấy á? À? Con trai ruột. À, vẫn là anh chị đấy. Đấy đấy đấy. À, đập cái tường đấy của bà. Đập cái bờ, bà đấy, xây cái bờ này. Những cái hình ảnh đấy thì cháu thấy nó phản cảm quá, cháu không biết là ai đúng ai sai, nhưng mà con cái mà đối xử với mẹ như thế là không được. Thế đấy. Thật sự đấy. Đập hết cái này. Cháu chả biết là đúng đến đâu, pháp lý đúng như thế nào, nhưng mà cái hình ảnh đấy cháu là luôn luôn cháu bảo vệ người già, bảo vệ người mẹ, người bà. Dù tôi ngã cảnh sát ở dưới chân đây, nhưng mà tôi bảo tôi nó ấy, tôi im, tôi chẳng thèm nói. Bao nhiêu người kéo xuống bảo tại sao mà mày lại xử sự với mẹ mày thế, là thế cái người công an người ta hỏi là thế ai đẻ ra mày hả Quyết, thì nó bảo chả biết đâu. Con vợ này, đừng con trai đã chửi tao thế này, em nói ta thì bây giờ là kể tất cả như thế này thì mọi người biết này, chửi mẹ là con chó cái già, bà mới bảo là tao là con chó cái thì tật đẻ ra con chó con nó lại cắn lại con chó cái, à nó đau không hở các em, đau tất cả là đau tất cả, chứ sách ruột nó đẻ ra mà nó nói như thế không thể chịu nổi. Đấy là em, là em không chứng kiến, nhưng mọi người bà là kể lại nó chửi đau quá con ạ. Nó chửi đấy, con đẻ ra rách ruột, chửi mẹ là con chó cái. Thế mẹ mới trả lời là con chó cái nó đẻ ra con chó con, thế bây giờ con chó con nó lại cắn lại con chó cái, ta đau quá nha, vô phúc quá. Đấy là thật sự là bà kể chuyện mà dân làng đây người ta cũng nghe được tiếng. Thôi nói chung là cháu cũng chia sẻ với bà như thế này. Bà thôi, những cái chuyện đã qua rồi thì thôi mình cho qua đi. Bây giờ bà có suy nghĩ cũng không giải quyết được cái gì nữa cả. Thật. Thôi. Chỉ có đau đầu đấy. Coi như là cái nghiệp của mình đi, mình cứ hàng ngày mình niệm niệm Phật đi bà nhỉ. Đấy, để hồi hướng thì sau này mình bớt cái nghiệp đi. Vâng. Ngày nào bạn niệm Phật, kể cả đêm bạn vẫn niệm Phật, ra ngoài trời và niệm Phật. Dạ. Cầu trời khấn Phật đấy. Bà già để đi kiện đi thôi. Đơn lên huyện lên xã kia thì người ta phát biểu là bà quá tuổi lao động rồi, vào tuổi bạc thọ rồi thì không thu tiền phí án, nó cần đứng lên nó chỉ là phải thu của bà này. Thế ạ? Nó bảo là không miễn phí cho bà. Không miễn phí cho bà. Không miễn phí cho bà. Đấy. Thế nào bà nói lại cho cháu ấy, sao lần sau Quỳnh nói đi. Đi lên tòa để giải quyết về cái những cái vụ kiện này này. Thế là sang thì tòa người ta giải quyết là bà này là cao tuổi rồi, miễn được cái án phí. Thế là cô con dâu lại đứng lên là bảo là tòa phải thu quả bà này. Đấy, nó lại còn ấy tranh đấu thế. Cứ thu đi, không cho miễn. Không miễn. Đấy, nên quá đáng, nó có tình người gì đâu hả cháu. Đấy thì thưa quý vị, là những cái câu chuyện như thế này thì Đạt cũng không biết là sự thật hay không hay như thế nào, nhưng mà bà con nhân dân rất là ủng hộ cho bà Loan như thế này thì phần nào thì Đạt cũng đoán được ra là cái câu chuyện nó ai đúng ai sai rồi. Đấy, thì nói chung là tất cả mọi cái thì mọi người cũng chỉ bênh vực lẽ phải thôi, không bao giờ bênh vực cái sai được, đúng không ạ? Đấy, cháu cứ thấy đến băng rộn bao nhiêu ngày hôm nay rồi đấy. Vâng. Từ đường nọ đường kia kéo đi băng rồn. Đấy, bà con nhân dân rất là quan tâm như thế này. Chưa báo gì đâu ở đấy, cứ kéo đến ngày đêm thế bà. Bây giờ nhà con dâu kia có 3 tỷ cũng không mua được binh cho người, cũng không bỏ ra, không mua được cái lòng dân như thế này. Bà già này không có 1.000 nào vẫn cứ mua được tất tần tất cả các lòng dân trên toàn xã hội này ủng hộ về bà. Đấy là bà sống có tâm, bà sống thật thà đây thì người ta mới hiểu. Đấy. Còn những người có tiền thì người ta muốn làm thế nào thì làm, người ta muốn làm thế nào cũng được. Nên không thể chấp nhận được như thế. Vâng, thưa quý vị, thì trong những ngày qua từ khi mà đến gặp bà đến giờ thì Đạt trong lòng cũng lúc nào cũng lo ngay ngáy, bởi vì là rất là sợ là không đủ duyên để mà mua được cái mảnh đất này. Thì trong cái giờ phút này đây thì cháu cũng đang rất là hồi hộp chờ đợi chủ đất ra đây để mình có thể là thương lượng được liệu rằng là có mua được hay không. Cháu cũng mong là mua được cái mảnh đất này sớm nhất để xây dựng nhà cho bà sớm nhất, chứ không để bà ở như này. Thật sự là cháu nhìn thấy thật sự là không đảm bảo một chút nào, gió nó lùa vào rất là lạnh bà. Đấy. Mà bà còn đang như là hơi ốm hay sao đây bà? Cháu thấy bà có vẻ là yếu hơn là cái lần trước cháu đến thăm đấy. Hai ngày hôm nay bà ốm đấy. Bà ốm thế nào ạ? Nó có nóng, nó sốt rồi nó ho. Sốt à? Sốt, nóng chút rồi nó ho. Hai ngày nay là bà phải nằm nhiều lắm. Mà. Nó sốt, nó ho. Nó đau hết ra bụng này. Đau à? Ừ. Người em nó cũng mua thuốc về kia đang ngậm kia. Ho thì bên cháu là có cái cao ho ấy. Tuyệt vời luôn. Bà mà đang ho nhá. Bà mà đang ho, bà nuốt một cái hết ho luôn. Vâng.
Ôi, bên cháu bán đi nước ngoài rất nhiều, gửi đi nước ngoài, gửi đi khắp nơi luôn. Và cái cao ho đấy là tuyệt vời đấy ạ. Đấy, tiện đây thì quý vị nào mà muốn mua cao ho thì Đạt để lại cái số điện thoại của Phúc Lâm Bảo Đường đây. Quý vị nào ở trong cái mùa đông lạnh giá này thì cũng rất là nhiều người hay bị ho đúng không ạ? Thì quý vị có thể sử dụng cái cao ho để mà giải quyết cái vấn đề bị ho đấy. À, nếu mà có cao ho ở trên xe không em? Không có à? À, nếu mà có thì tốt quá. Thôi được rồi, thì cháu sẽ gửi cho bà. Tại vì là nếu như hôm nay mà chốt được thì là ngày mai cháu sẽ sang để mà làm nốt cái thủ tục là cho nó xong, cho nó gọn đi để cho bà yên tâm. À, vâng, thưa quý vị, thì như vậy là người dân ở địa phương đã đang hỗ trợ Đạt gọi chủ đất về đây để Đạt có thể là thương lượng mua được mảnh đất. Và Đạt tin rằng là với cái áp lực của mọi người nhân dân trong địa phương như này thì Đạt tin rằng có niềm tin rất lớn là có thể là mua được mảnh đất này cho bà. Bà, theo bà thì có mua được không? Theo cô là nếu như một khi mà người ta ngại sử dụng cái mảnh đất đã mua tranh mua cướp như thế này thì chắc chắn sẽ người ta sẽ để lại cho cháu. Dạ vâng. Đấy là theo ý nguyện của cô. Dạ. Cô mới xin được số điện thoại chứ ạ. Vâng. Cứ cho cháu số điện thoại và sẽ trao đổi. À vâng vâng. Đúng rồi. À, thưa quý vị, là trong cái trường hợp này thì có lẽ là chú chủ đất thì cũng rất là ngại để mà lên sóng. Đó, đôi khi là có những cái là rất là nhạy cảm, mặc dù là chú thì cũng chỉ biết là mua cái mảnh đất đấy chứ cũng bỏ tiền ra chứ cũng không có cướp móc của ai cả. Tuy nhiên thì không may thì vào cái mảnh đất bị tranh chấp như này thì rất là ngại trong cái việc mà khi mà lên hình. Đấy, thế cho nên là Đạt sẽ giao tiếp với chú trên điện thoại em. Mà cho cháu xin số ạ. Đấy, cô không nhìn rõ. Vâng. Đấy, con à, Điền Tuyết đẹp. Vâng. Là 1018 23. Thế thì cho cháu hỏi là đây là chú đấy hay chú đấy đúng không? Chú đấy thì chú có quyền quyết định cái mảnh đất này không? Chú đấy thì cô hỏi sơ sơ ấy thì chú bảo là để hỏi con chú ấy. À đấy. Vâng vâng. Thôi được rồi. Vâng. Dạ vâng. Đúng rồi. Chú chỉ đứng tên thôi. Vâng. Còn con cái mua cho bố. Dạ vâng. À, cháu xin phép để nói chuyện với chú ấy một chút. Có bị ngược sáng không ạ? Đứng ngồi đây chứ. Alo. Alo ạ, cháu chào chú. Chú có phải là chú Điền Tuyết không ạ? Ừ, chú đây. Dạ vâng, cháu chào chú. Cháu là Đạt đến rồi. Thì vâng, cháu là một mạnh thường quân đến để giúp đỡ hoàn cảnh của bà Loan mà trên cái mảnh đất mà chú vừa mới mua đấy ạ. À? À thế à rồi. Dạ vâng. Thì thật sự là đến gặp cái trường hợp của bà Loan mà đúng là thương mà chảy nước mắt chú ạ. Thì đấy, những ngày qua thì bà cũng ở đây thì gió rét mà ở trong cái lều này thì cháu thấy không đảm bảo. Mà cái mong muốn lớn nhất của bà là bà muốn là được ở lại cái trên cái mảnh đất này. Đấy thì cháu cũng ngỏ ý là muốn là bỏ tiền ra để mà mua trao lại cái quyền sử dụng đất cho bà Loan. Thì cháu cũng muốn gọi điện để hỏi ý kiến của chú xem như thế nào ạ. À, cái này thì chú về hôm nay chú cho nói thì chú mới biết. Thế còn cái việc này là chú mua bán là cả còn các con chú nữa thì có gì để chú hỏi ý kiến các con chú. Dạ, vì vâng cái ạ. Này là chú nói với Đạt thế này này. Dạ, chú vâng không ạ. Phải là trực tiếp mua của bà Loan. Dạ, đây vâng. Là chú là người thứ ba thôi. À, nếu mà ạ. Chú không mua thì người chứ không con bà Loan đã bán cho một người khác rồi. Vâng ạ. Thì xong người ta giao bán thì chú mới mua. Vì nhà chú ở đây thì mà thì chú phải mua, không sợ người ta mua người ta lại cưỡi lên chốc chú. Dạ vâng, cháu hiểu mà. Thật ra là chú là cũng chỉ là người là tôi có tiền tôi mua đất thôi. Nhưng mà không may thì nó lại dính cái mảnh đất nó như thế này thì ai mong muốn như thế đâu chú, đúng không? Nếu là chỗ khác thì chú không mua. Vì chú có chú còn đất vâng. Đầy đất ngoài đường bê tông ngoài liên xã này này. Dạ vâng, chú còn 3 thổ cư ngoài này nữa. Tuyệt vời quá. Thế nhưng mà có cái nó ở đây là chú phải mua. Dạ vâng. Đấy, để khỏi người ta làm công trình phụ lên trước nhà chú này này. Nhà chú cạnh sát tường luôn mà. À thế thì chú cháu thấy là đổ gạch ở đây là chú định xây dựng cái gì ở đây hả chú?
Đấy, chú chỉ xây lên cái bờ tường cõi của chú thôi. Vâng. Chú không có ý định xây nhà ở đây. À, thế ạ. Chú xây cái bờ cõi mới giáp của nhà bà nhé. Chia đôi thì chú mua được bao nhiêu là chú xây gọn vào bấy nhiêu mà. Vâng. Xây bờ rào thôi. Thật ra là cái câu chuyện của bà Loan như thế thì cũng bao nhiêu người cũng biết được cái câu chuyện đấy rồi đấy chú. Thì bây giờ con cái đã như thế rồi mà bà bây giờ cũng chả có cái chốn để mà hương hỏa cho ông. Mà ông lại là người cựu chiến binh nữa chứ. Ngày xưa cũng có công với cách mạng đấy. Thì cháu cũng thật sự nếu như mà là một nhà đầu tư thì cháu cũng không bao giờ cháu đầu tư vào một mảnh đất mà nhiều tai tiếng như này. Đấy. Thì tuy nhiên thì đây là cháu chỉ muốn là giúp cho bà thôi. Và sau này mà chú mà có bán cho cháu thì sau này cháu cũng cho bà ở đến hết đời. Sau đó là cháu sẽ hóa giá cái mảnh đất này và cháu sẽ lấy cái tiền đó để đi từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác thôi chú ạ. Đấy. Thì cái việc làm là chú biết là việc làm như thế rồi. Thế bây giờ ví dụ cháu mua chỗ khác được không? Thật ra thì cái mong muốn lớn nhất của bà là bà muốn ở lại chính cái mảnh đất mà nó đã từng là tài sản của ông bà gây dựng nên. Đấy thì cháu cũng tham khảo ý kiến của bà rồi. Nếu như mà ở nơi khác thì bà thà là bà ở với các con gái còn hơn. Đấy. Cũng gần đây thôi, cũng ngay đất đây thôi chứ không phải xa. Bà nhất quyết là phải cái mảnh đất này cơ. Đấy thì chú cứ bàn bạc với gia đình đi. Thật ra là một cái mảnh đất thì ở quê mà bán đi thì nó cũng là một cái vấn đề. Thì cũng phải bàn bạc trong gia đình chứ không phải là một người quyết được. Thì chú đúng rồi, vâng, chú... cái đấy thì nhà chú cũng phải là cả các con các cái tập trung lại thì mới đủ tiền mua chứ mình chú thì không làm được, chú thì già rồi mà. Chính xác. Và hơn nữa là cái này là hoàn toàn là quyền của chú cũng chứ cũng chả có ai ép buộc được chú cả, bởi vì đây là tài sản hợp pháp của tôi mà, đúng không chú? Đúng rồi, chú mua qua các cấp chính quyền chính pháp xác. Luật chứ chú không mua chui mua đốt gì cả. Dạ vâng ạ. Đấy thì cháu cũng mong chú là xem xét làm sao để có thể là bán được lại cái mảnh đất đấy cho cháu để cháu sẽ cho bà ở đây đến hương hỏa đến cuối đời. Mà sau này thì khi mà bà mất đi rồi thì cháu vẫn có thể là cháu để lại cho chú được mà. Đấy. Thôi được, cái đấy thì bên đấy đã thì có gì chú bàn với con cái nhà chú, con cháu cái nhà chú nó ở xa thì có gì dạ, tối tiếc ạ. Chúng bắt đầu nó về thì bắt đầu tôi điện các cháu thì có gì lúc ấy liên lạc lại. Dạ vâng ạ, vâng. Thì cháu cũng rất mong chú tạo điều kiện chú nhé. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Rồi rồi có thể quyết ngay bây giờ là chú chưa quyết được. Chính xác, một cái mảnh đất chứ có phải một mớ rau đâu chú nhỉ. Đúng rồi. Vâng. Đấy, rồi. Thì cháu cảm ơn chú nhé. Thì cháu cũng mong nhận được cái tin vui từ chú ạ. Dạ, dạ, vâng ạ. Rồi. Dạ, dạ, ok. Cháu chào chú ạ. Vâng ạ. Rồi. Đấy, thì chú còn phải bàn bạc với gia đình nữa. Thì cháu cũng mong rằng gia đình chú sẽ là quyết định bán lại cái mảnh đất này. Thì cháu cũng phải chờ cái cuộc điện thoại của chú ấy nữa. Chắc là cháu cũng phải tạm thời chia tay bà. Thì mời bà cứ giữ sức khỏe nhé. Cháu thì khi mà có tin cái thì cháu sẽ báo tin lại với bà sau. Bà nhé, bà yên tâm đi. Bà cháu mình có lòng tin là sẽ thành công thôi, bà nhé. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Đạt nhé. Dạ vâng ạ. Cháu vẫn phải xuống đây nữa mà, bà yên tâm đi. Cháu... bà yên tâm, bà nhé. Thì bây giờ thì bà còn thiếu thốn gì nữa không? Cháu nói bà nhé, cái tài sản lớn nhất của đời người là gì ạ? Là con cái. Đấy, đúng rồi. Đúng không ạ? Mà đứa con trai mình yêu thương nó từ tấm bé đến bây giờ thì coi như là mất rồi. Đấy, đúng không? Đúng, coi bây giờ mất trắng rồi, không còn. Thế còn cái gì nữa đâu, thôi coi như là mất đi. Đấy. Đúng không? Bà không phải suy nghĩ gì nữa, bà nhá. Bây giờ này bà chả suy nghĩ. Bà nghĩ về cháu đây này, nghĩ về thằng Đạt đây này. Bà còn có thằng Đạt đây, lo gì bà nhờ. Vâng, rồi. Bà chỉ nghĩ về Đạt đấy. Dạ vâng. Bà nhớ lắm. Chắc là kiếp trước cháu nợ bà hay sao? Bà nhớ Đạt lắm. Dạ, vâng ạ. Rồi, thế bà nhá, bà giữ sức khỏe, nhớ phải giữ sức khỏe bà nhá. Rồi, cháu xin phép đây, 1-2 ngày nữa cháu lại về. Vâng. Đấy, cháu xin phép chào cô nhé. Thế nhá, cháu xin phép bà nhá. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Vâng ạ. Cũng mong là gia chủ sẽ bán lại cái mảnh đất này ạ. Thì có thông tin gì mới nhất thì cháu sẽ chia sẻ. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho cháu nhá. Dạ. Ừ, chào con nhá. Mai lớn xem mãi kênh hôm nay mới thực tế dạ. mới gặp đây dạ. này. Dạ vâng ạ. Bác ơn cho mọi người mà vì nhà Tân mới đứt đi cùng ở đây. Dạ vâng ạ. Dạ. Cháu có chuyến vào làng Tăng Ni đi. Sơ khớp bán à? Bên cháu là có cái phòng phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Phúc Lâm Bảo Đường, là chuyên chữa các bệnh về xương khớp này, thoát vị đĩa đệm, rối loạn tiền đình. Đó thì bệnh nhân của cháu thì khắp nơi trên cả nước cũng như là ở nước ngoài, các nước châu Âu về rất là đông.
Vâng. Như cô bị thoái hóa này thì có được ạ. Cũng có thuốc. Vâng. Chữa. Trước khi đến mà khám ấy thì là cô sẽ mang theo cái phim chụp, phim chụp mà MRI ấy. Đó. Thì là để đánh giá chi tiết được cái tình trạng của cô như nào. Vâng. Rồi. Vâng. Cô bị nhiễm hóa chất và thuốc nhuộm tóc thì cháu có thì bên cháu chịu. Bên cháu chỉ về xương khớp này, gan, thận, dạ dày. Đó. Vâng. Cả dạ dày nữa cháu. Dạ vâng. Thuốc dạ dày cực kỳ tốt luôn. Dạ. Cái ông mà đặt dạ dày trên rừng bây giờ đâu mất rồi. Cái ông ở trên rừng thì vẫn đang ở trong cơ sở 2 ở Vũng Tàu ạ. Cái đợt bảo là đi đâu kia mà. Chào con tên là gì? Con tên là Dương Ngọc Trí ạ. Dương Ngọc Trí à? Trí năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 10 tuổi ạ. 10 tuổi à? Học giỏi không? Cháu học bình thường ạ, lên lớp được ạ. Ờ, tốt, nhưng mà đẹp trai nhờ. Vâng ạ. Này đẹp trai quá. Thế cháu biết chú là chú nào không? Chú Đạt đến rồi ạ. Ừ. Thế cháu ấn tượng về chú nhất là ở cái điểm gì? Chú giúp người khó khăn ạ. À, và gì nữa không? Và chú đẹp trai. Ui giời. Cảm ơn cháu nhá. Vâng ạ. Cảm ơn cháu nhá. Vâng ạ. Nhớ nhá. Sau này phải... phải cố gắng làm sao để thật sự thành công, kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ những người khó khăn, được chưa? Ok, bắt tay. Rồi. Dạ. Chào nhá. Rồi. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ vâng, cháu chào các bạn. Dạ. Ui rồi, bắt tay nào. Bác cứu giúp bà cháu nhá. Rồi, đấy. Con cảm ơn bác nhá. Chính nhá. À, anh Đạt đâu? Đạt đây à? Vâng ạ. Cháu vào vào lắm. Cháu cháu ngoại của bà Loan à? Ừ. À đấy ạ. À đấy ạ. Vâng. Vâng. Chào ông bà nhá, chú về đây.